Hello, thấy rõ chưa con? Nghe đó bác. Gì đây, có chuyện gì không? Con không muốn làm, muốn hỏi gì không? Nhiều chuyện hỏi, biết hỏi chuyện gì trước được nhỉ? Hỏi chuyện gì? Hỏi bác khi nào về Việt Nam? Trường nào Mỹ nó bắn vé máy bay ta mới về được, bây giờ đâu có về được đâu. Rồi con. Rồi, hồi nãy giờ có tao mới cũng vậy không hiểu diễn đàn con có ai lên chưa, rồi nói chuyện gì bác cũng không biết luôn. Hồi nãy giờ Thanh Võ hả? Thanh Võ hồi nãy giờ có lên chưa, lên lần nào chưa, có ai lên, có ai trái chiều gì lên với con không? Chưa, trái chiều thì không có ai dám lên đó, toàn núp lùm mới chạy à. Rồi nói lên thì mình mới có vấn đề mà nói chứ, không đi tự nhiên khơi khơi mà nói mình thấy vô duyên quá. Cháu đang xem tình hình Covid ngày hôm nay. Thế à? Mà À thì Covid tình hình ở Việt Nam thì nói gì nữa, bên Mỹ nè mới là tan nát, chứ ở Việt Nam thì đâu cần gì phải. Việt Nam mình nó khống chế rất là hay mà nói, thì bệnh dịch ở Việt Nam thì đâu còn gì để phải nói. Thấy hiện giờ ta gần ba ta mới coi trên cái tụi nó đi trên cái chỗ, nó có một cái thằng, nó gọi là cái thằng gì ta, cái thằng gọi là hải hải gì ta, hải thách thức hay cái gì đó, nó cũng làm YouTube mà nó lên tới mấy cái bản làng ở trên phía Tây Bắc ở Hà Giang, ở ra người dân tộc năm bữa nay là ăn Tết, bây giờ đang Tết của người dân tộc hay không, Hờ Mông phải không? à, Đây, bây giờ đang Tết của người Hờ Mông. ôi, ở trong nước nhiều cái Tết lắm. Nhiều có người dân tộc thiểu số họ ăn Tết sớm hơn mình phải À, họ làm đồ ăn quá trời thèm chết mẹ luôn, về không được tức gì đâu. Cái còn ở bên Mỹ này thì bác phải chờ thôi, chờ tới ngày 20 tháng 1 này, ngày tổng thống mới nhậm chức thôi. Những cái diễn biến nó thì giờ nó chưa có cái gì gọi là nói, người ta đang phô trương lực lượng, rồi tất cả những cái vệ binh quốc gia, chó nghiệp vụ, rồi súng bắn tỉa, cả mấy sư đoàn thì đã canh phòng cẩn mật rồi. Nói chung là cái tình trạng nó vẫn ấy, bây giờ phải chờ tới cái ngày đó coi tin sao, chứ còn bây giờ cũng vậy thôi. Thì mình mới nói một cái điều này, bây giờ thì người ta mới phát giác là nó có một cái tin rất là động trời, nhưng mà có nghĩa là từ xưa giờ không ai biết ông Donald Trump mắc bệnh, ông đang bị ông mắc bệnh, ông bị bệnh, nhưng cái bệnh này cũng hiếm gặp mà cũng cũng thường gặp, nhưng mà nó hay xảy ra những người giàu có, và cũng thường thường hồi xưa mà coi phim bộ mày sẽ coi cái phim mà thường thường có một cái bệnh gây kêu bằng cái bệnh ái kỷ chưa, cháu chưa nghe cái tên thì đấy bao giờ. bỏ đó là một cái phát giác động trời. Mà bệnh này nó có một cái tính cách như vậy, có nghĩa là tự thương mình, có nghĩa là tự thương bản thân. Có tao coi cái tao coi phim bộ thường không, rồi coi trong giới giới y khoa cũng có cái bệnh đó, cái bệnh đó là tự tự thương mình, tự yêu cái bản thân mình. Đó là tại vì cháu ruột mà cháu gái của Donald Trump là bà con đó, là nói với con đó thì thực chất hôm nay lớn tuổi rồi, cũng 50 60 rồi, thì nó là tiến sĩ về vấn đề coi như về vấn đề ta về trị bệnh và thận dây trầm cảm, nó gọi là gì ta, về bệnh gì ta, nó gọi chung dùng ngữ mối như là trầm cảm tâm lý, rồi cái những cái bệnh đại khái, những cái bệnh viện về tâm 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 trạng tâm lý đó, nó là tiến sĩ. Thì nó viết một cuốn sách, nhưng mà nó viết sách từ trước khi ông Trump, cách đây khoảng 5 2 năm rồi, nhưng mà nó khổ nổi chẳng ai tin hết. Bây giờ thì ta mới tin, bây giờ ta mới tin để bắt để cái thằng gia này là chả nằm ở trên cái đài truyền hình Kelly Today mà hôm nay chẳng đã xác nhận được điều đó. Cha này là ông cái đài này đài cho chống Việt Nam mình, nhưng mà những lúc gần đây thì đừng đéo chống được, là bởi vì không có nói, thì không nói đến Việt Nam mà chỉ nói đến nước Mỹ và đang bổ xẻ tình hình nước Mỹ. Nếu các con nghe rõ, nó cho bác quý là bác cho con nghe cái chuyện này chút, ở đồng ý không? Đó, đổi không khí tí, chính trị chính em nhiều quá cũng Nó bởi vậy thằng đau bệnh đầu quá, quá. bởi đau đầu á, không biết đầu tối ngày chữ lộn với nó hoài phiền lắm rồi. Tao tới là
đây cướp chính quyền tại tòa anh nhà rút quốc hội, mày nghe đi, nghe rõ không? Và FBI đã điều tra rất là nặng nề. Tao đi xuống tao pha cà phê chút nha, thì giữ tao mấy phút. Những tin tức từ từ tiết lộ và những cái tiết lộ mà cái đó có thể nói là nó nổi da gà, vì lần đầu tiên trong mấy trăm năm từ thời lập quốc Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên dân dân chúng Hoa Kỳ nổi loạn để cướp chính quyền. Trước đó thì người ta biết là Anh quốc xâm lược tấn công tòa nhà quốc hội cách đây mấy trăm năm. Có nghĩa nói cái khác hơn, đây là lần thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, kể cả nội xâm và ngoại xâm, nhưng lần đầu tiên có hiện tượng là những nhà mà mốt phản loạn đã đòi bắt những và giết những cái nhà lập pháp, trong đó có phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence thoát chết trong gang tấc của quyền, thoát chết trong gang tấc. Vì tôi đọc những bài tường trình của trên các đài truyền hình Hoa Kỳ, chúng ta nổi da gà. What happened? Khi xảy ra nếu Mike Pence bị giết, các nhà lập pháp bị giết, rất kinh khủng. Thì cái công việc điều tra vẫn tiếp tục và chúng ta mỗi ngày có nhiều cái tin mới. Có cái điều không? Game cho đến giờ nhiều người bị bắt, trong đó có những tay trùm về tổ chức biểu tình, trong đó có tổ chức. Có con nãy giờ nghe rõ không? Nghe rõ mà. Có nghĩa là cái chuyện mà khi mà đội cái vụ mà 6 tháng 1, ngày tháng 6 tháng 1 đó, nó không có đơn giản như mình nghĩ kiểu biểu tình đâu, nhưng mà cái đó là một sự lật đổ của chính quyền và có sự mưu cướp chính quyền, chứ nó không phải là việc biểu tình bình thường. Mình thấy chút xíu nữa thôi, có mấy giây thôi là cả ông phó tổng thống Mike Pence bắt đầu sắp chuẩn bị bắt và chuẩn bị treo cổ luôn. Nó làm nguyên một cái nhà để mà treo cổ luôn mà nó bắt. Nó hành xử thì bây giờ nó mới nói một cái điều gì? Nó không có đơn giản như mình nghĩ kiểu đó, và ở đây nó rất là quan trọng. Đây là một cuộc đảo chánh. Bởi vì anh đảo chánh anh mới chuẩn bị đủ mấy dây thòng lọng nè, anh mới chuẩn bị dây trói người nè, anh mới chuẩn bị vũ khí nè, anh chuẩn bị cờ quạt tùm lum, anh chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Thành ra đó nó nói rõ ràng cái ông phó tổng thống Mike Pence chỉ có một giây mà còn vài giây thôi ông trốn được, là không là đi bị tụi nó túm cổ rồi, nó túm cổ rồi nó giết ông rồi. Ghê không? Bây giờ mới biết cái chuyện đó, chứ hồi xưa tao cũng tưởng là biểu tình, nhưng thực chất bây giờ thằng này nó mới nói ra mới biết. Thì ở đây nó ra đây là coi như là một vụ án chấn động, chứ nó không có đơn giản như mình nghĩ. Kiểu biểu tình bạo loạn, biểu tình bạo loạn là chuyện nhỏ, cái đây là kêu là lật đổ chính quyền. Giống như Việt Nam mình ngày xưa con học sử thì con thấy từ lật đổ chính quyền một năm ngày 1 tháng 1 năm 1963, lật đổ ông Diệm rồi bắn chết ông Diệm là thấy nó tựa tựa giống vậy Đây là đó. Đó rồi. Rồi đây 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 là vậy đó, nhưng mà ở đây nó còn có cái này khá nè. là đặc. Rồi từ từ, để chỗ này mới này nguy hiểm nè. Thì sau khi mãn nhiệm truy tố về tội hồi thứ hai phân giải, nhưng mà cái chuyện mà cái mức độ bạo động để ông ta đi thì đều có thương mại, quân bình thương mại thể hiện được, nó kêu cái pool đó, cái những người được tham gia dư luận phải thể hiện được cái dư luận của nước Mỹ, gọi là mẫu chuẩn á, sample mẫu chuẩn là phải, thứ nhất là phải nhiều ông ý kiến của dân chuẩn bị. Thì chúng tôi đã nói với quý vị tất cả mất mấy lần rồi, chúng tôi chờ đợi, chúng tôi không dám nói ý kiến của mình về ông Trump, về ông chống ông Trump, về bên Trump vân vân, bởi vì mình sợ ý kiến chủ quan của mình làm lệch đi ý kiến của dư luận, nó khác Nghe với ý rõ kiến không của dân con? chuẩn bị. Cho chúng Nghe tôi rõ. chờ đợi Ghê. trong 1-2 tuần lễ qua để xem những cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất của nước Mỹ, uy tín nhất nước Mỹ. Ngày bắt đầu nó kể tội Trump ra. Nghe nói hồi xưa là cách đây ông Trump mua đương quyền thì ông này, thằng này không biết cái theo phe nào mà bố bác cũng không có rành lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó bắt đem ông Trump ra, nó khai tội rồi, nó đưa ra những cái vấn đề mà ông Trump hầu như là không trong 4 năm cầm quyền, giống y chang như tao mày nói, có nghĩa là không làm được một cái gì cả, có thất bại triền miên, thất bại mà không
không có làm được một cái gì, có nghĩa là không có làm được một cái gì cả, kể cái bức tường mà xây biên giới ấy, rồi ông hứa với người ta đây bữa nay cũng trật cũng không không có làm luôn. Chỉ số và tín nhiệm của nước Mỹ này của ông là xuống tới thấp nhất kỷ lục, có nghĩa là ông mất 29% thôi, có nghĩa từ xưa là chưa có vị tổng thống nào mà thấp cỡ đó. Rồi điểm thứ nhất coi là buôn bán thương mại ngoại giao chiến tranh lạnh rồi chiến tranh thương mại Trung Quốc rồi nói chung là tất tần tật là đều thất bại toàn tập. Nhưng mà Cái tao thất muốn bại nặng nề hơn nữa là này, riêng qua mấy đời tổng thống nước Mỹ ấy, đem vào Việt Nam trong vòng 21 năm chiến tranh ở Việt Nam có 58.000 quân chết trong vòng 21 năm, nhưng mà ông ấy làm tổng thống trong vòng một nhiệm kỳ là 4 năm, nhưng mà chỉ trong năm 2020 bước sang năm 2021 đã chết đến con số là hơn 40 bốn trăm 406 ngàn đó. thì đó đó cũng nói chung đó, để ta đi kiếm cái đoạn, ta không muốn cho tụi bay nghe được, kiếm cái đoạn mà bắt đầu nó giải trình với lý do tại sao, rồi nó làm một cái buồn cười, nó sẽ nói với ông là trong cuốn sách của cháu gái ông viết á, về tố tụng ông á, thì hồi xưa không ai tin cả, bởi hồi ăn cuồng trương mà bởi nói láo có một câu dính câu đó, khi anh nói láo là hoài và anh nói láo liên tục thì cái sự việc nó trở từ thật. Bây giờ ông nói láo từ 4 năm nay mà mấy chục ngàn lần thì thôi với người ta tưởng thiệt, mà bây giờ mình người ta nói thiệt, ông nói thiệt, ông người ta không tin luôn, có nghĩa là đối với ông bây giờ là bởi là ông là hiện thân của người nói láo rõ ràng ghê gớm nữa. Thành ra tao cũng không muốn khổ. Ý quyền của dân Mỹ là không muốn Trump trở lại bất cứ cái chức vụ nào bị dân cử trong thời gian tới, kể cả chức tổng thống trong 4 năm tới, và họ muốn Trump ra đi lần này là một lần đi vĩnh biệt. Và có một ý nguyện thứ ba nữa, chúng ta chờ đợi nay mai cái việc mình lên tiếng như vậy, đã nói là ông muốn ra đi bằng 21 phát súng đầy bác, bằng thăm đỏ, bằng Air Force One, thì cái điều này có được không? Mà thấy rõ ràng cái tâm lý của một con người bệnh hoạn, ổng ra đi ổng thất bại, ổng thất cử ổng ra đi, nhưng mà ổng đòi hỏi ổng là phải đi được bắn 21 phát đạn giống như kiểu nguyên thủ quốc gia nhậm chức kia đó, trải thảm đỏ rồi phải đi Air Force One, cái là mà không biết cái chuyện đó được không, không biết, nhưng mà cái điều là ông cái tánh tình ông này rất là kỳ quặc đó, thì ra nó mới hiểu ra, sau khi phân tích tâm lý thì các nhà tâm lý mới hiểu là ông này bị một cái bệnh gọi là cái bệnh ái kỷ. Ấy kỹ là chỉ có ổng thôi, ổng có thể là tự đề cao bản thân, tự yêu bản thân, rồi nói chung là ông này có đâu không, ngoài đời nó có bệnh đó thiệt, nhưng mà nhiều hiếm khi sẽ gặp, hiếm khi gặp, nhiều cái ông này thì ông gặp rồi, ông đang bị bệnh mà, cho nên vì cái đó vui khổ vậy, có nghĩa là cái gì của ổng á, từ từ ổng phát một câu hay tao mới là nhất, còn thằng không phải là tao là không được, giống như kiểu như là ổng đi bầu, ổng nói ổng đi bầu hay tao thắng á, thì không sao, chứ còn tao thua là tụi bây là gian lận cho 100 là cái gì của ổng là tốt, ổng đó là vô địch, chứ còn người khác là không được, nó có cái bệnh rất ư là quái đản vậy đó, rồi tự thương bản thân, rồi tự đứng còn nhiều tật xấu lắm, rồi nó khai, nhưng mà tao cũng không có thời gian để tao nói chuyện với để cho thằng này nó chứ hết tôi nghe, có lẽ bác sẽ send qua cho con để con ngồi đọc vào, rồi mai mốt là con làm live cũng đem cái chuyện này lên con nói, bởi vì nó rất là dài dòng, bởi vì ông nó có những cái kỳ cục, rồi những cái mà chiến tranh thương mại, những cái mà trong 4 năm cầm quyền cái ông, thằng này nó phải phơi bày tất cả những cái thất bại của ông ra. À, rồi ông bệnh bệnh như thế nào, giai đoạn nào, rồi ăn nói như thế nào, bao nhiêu ngàn lượng nó ra, nói chung là tất tần tật nó sẽ phơi bày ra hết, con coi hết xong rồi con lấy tài liệu đó, rồi nay mai con lên live con nói là rồi bác vô bác phụ coi, phải không, chứ bây giờ nói chuyện về cái chuyện này nó dài dòng quá, và hồi xưa tới giờ thì người Việt Nam mà quân những người ở Việt Nam thì tưởng tượng những cái biến cố ở cái đồi Hobbiton Capital đó, tức là nó bình thường, nó là một cái sự phản ứng vấn đề coi như là biểu tình đòi đòi ông Trump lên ngôi, biểu tình phản đối ông kia, để nó có tính cách là dân sự không, nhưng mà thực chất cái sâu thẳm ở trong đó đó là một sự lật đổ chế độ, một sự cướp chính quyền, nó không có đơn giản như mình nghĩ vậy, vì chỗ đó hình ra nhà nước Mỹ thì mới thấy cái tính cách chất trầm trọng nó hiện giờ họ đang ráo riết.
trong đó có cái lá cờ của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Thành là vì chỗ đó là họ đang truy lùng ráo riết và bắt tất cả những người nào, kể cả những người trên bề mặt chính quyền luôn. Kỳ rồi thì mới bắt lên một thằng khác đang lương nhiệm, rồi một thằng dân biểu cũng đang lương nhiệm, rồi từ từ bắt hết, nó thôi bắt hết rồi. Những người nào mà ló dạng lên trên cái video của Nhà Trắng là đều ra cái chỗ đó bị bắt hết. Hình như ba kia đứa nào đang lên có, trong đó nó có con nhỏ Mã Tiểu Linh nữa, đeo ổ khăn dài ràng đu hú hú la la dục nữa, cái con mà chống cộng phải không ta, con đó gì đó, cái con nào đứa nào rồi cái gì thằng vượng râu vàng lựu đạn, rồi nói chung là đủ đứa nào, rồi đứa nào mà đó mặc lên đó là ngày đó là bị có hết. Nhưng mà không bắt trước thì bắt sau, bởi vì nó cho cái sự kiện của ngày tháng một để cho nó an toàn xong, và nó kéo lại 21.000 quân vệ binh trang bị súng ống đầy đủ, và trong đó nó có chó cảnh vệ là chó săn, rồi có đội xạ thủ súng tỉa bắn tỉa, nói chung là ghê lắm. Bên em là 25.000 quân đó, 21.000 quân chứ không có 25, cho là vậy đi. Nhưng mà nói như vậy để cho con hiểu là đã có sự chuẩn bị, hiểu không, nên là mình không có khe. Thì con để bắt xem cái này qua cho con coi, rồi xong cái rồi con coi rồi cái này thì nó hơi rồi bữa nay nói chung là mình lên live như vậy quen rồi, phải có phải có cái gì ta, phải có cái sự gọi là đối đầu hoặc là gì, chứ còn thường thường là không có gì hết. Tao mày nói chán bỏ mẹ đúng không? Yếu lắm, nhưng mà mấy cái tay chống phá dân chủ quậy như là nó đúc đề tài cứng này là bọn nó xong rồi, bọn nó chạy hết à. Tao xem như mày rồi mà, trong mấy giờ á. Dạ. Ok, thì thôi cho bác xuống đi. Tao chưa uống cà phê mới đây thôi, bây giờ mày coi hết cái này mới là hay. Rồi gì có gì mới mới thì bác mới lên. Hôm qua nay anh Peter Phượng anh đi đâu, anh đi anh không có gọi điện thoại, tao không biết ông bị gì không, để tao gọi tao hỏi thăm không. Chứ mà khoan nữa, còn một cái vấn đề nữa thì hôm qua nay thì tao thấy được nghe nguồn tin thật thực sự ở bên California, phố Bunsa TV, phố Bunsa đó, thì có một cái điều rất là mừng là tất cả những cái 100% thì không nói nha, nhưng mà cái là 80% tất cả những cái lá cờ bên ngoài kia đều bị gửi xuống hết, họ tự giác gỡ mẹ ra trơn rồi. Tất nhiên là hiện giờ đang bị gỡ, tự động gỡ là cười luôn. Kể cả mấy đứa hay lên live á, nó treo ở trong nhà hay lên live hát hò các thứ, mà cháu đi theo các diễn đàn bọn nó bao nhiêu lâu nay nó cũng gỡ rồi. Đây nè, mày nhớ Vũ Minh Trưởng không? Vũ Minh Trưởng lúc nào mày lên live official cũng có cái lá cờ chứ. Đồ bên ai đồ không thấy luôn. Thấy chưa? Không biết đâu. Vũ Minh Trưởng á, đó là thằng cha đó, Vũ Minh Trưởng á. Rồi đủ đó, tao nói vậy cho mày hiểu, có nghĩa là hiện giờ tình trạng đang trầm trọng và nó nguy kịch, nó chứ không hơi đơn giản như mày nghĩ. Thành ra đó một người đó là một sự của huynh trưởng, là một người gì ta, một người chủ tịch cộng đồng vũ trụ đó của người Việt Nam, mà còn phải gỡ cho biết thì sao. Thì rất ư là thôi được rồi, bác chỉ nói con vài câu thôi, chưa có cái gì mới cho nên bác chưa có sung lắm. Có thằng nào lên chửi tao rồi tao mới sung, tao mới hé này, kêu cái nào lên rồi chắc nó vẫn bạch á, bọn nó kéo nhau hết qua nhà phòng vẫn bạch rồi chia sẻ qua đó thì mình lên, mà nó đâu có cho mình lên đâu. Thế mới cay thì cái cá đi, mình đâu có ngu gì qua mới làm chi. Còn tiếng bạch là ảnh nickname sao đâu, mà tao đâu có biết nó là ở đâu, mà tao cũng đâu biết nó là ai được. Vậy có gì mày xem qua cho tao rồi tao coi thì tao coi thử vậy thôi. À, tiếng nói lòng dân, lòng dân lòng dân bây giờ ta đang một lòng một dạ một phía gì đối với nhà nước rồi, còn dòng lòng dân con mẹ gì nữa, bả nó quá rồi. Tào lao tụi là thiệt, đúng là tào lao hết chỗ nói được. Bây giờ tao nói mày nghe một cách đơn giản nè, thường từ hồi xưa tới bây giờ tất cả những người mà chống phá Việt Nam mình nói dân chủ cội á, hoặc là cái đám mà lợi dụng mà cái lá cờ mà để mà như là Trương Quốc Quy rồi Đại Khái là những không, mà lúc nào cũng ào ào chửi Việt Nam để mà lấy cái lý tưởng gì mà để so đo đối với Việt Nam, thì có phải từ xưa giờ nó hay lấy Mỹ không, nó lấy Mỹ đế ra đủ má, nào nhân quyền này, nào là tự do dân chủ này, nào là tự do báo chí này, nào này đủ mấy gì mà coi thằng Mỹ rượu, mà tất cả mấy cái đó nằm dưới gót chân của Việt Nam hết. Thấy rõ ràng, kinh tế thì không tính,
tại vì nó giàu từ lâu rồi không thích, mình chỉ mới có 20 năm thôi. Nhưng mà tất cả những cái chuyện khác, từ về cái nhân quyền, nhân ái, về bạo lực, về dịch bệnh, rồi trường biết, nói chung là tất tần tật, chỉ từ vấn đề nó giàu thôi. Đó, đủ má từ con người về này kia ha, đủ má thua Việt Nam xa đắt. Nó xa đắt xa lơ. Một cái điểm đơn mấu chốt đơn giản thôi là dễ ẹt. Là anh không có tên trong danh sách của Liên Hiệp Quốc là một người được có cái ghế nhân quyền. Đủ mọi Việt Nam có. Và được Liên Hiệp Quốc công nhận. Mày nghĩ sao vậy? Đúng không? Nói cái gì cho nó có sách nó mất cái chứng đủ. Mà bởi vì tao thiệt mẹ đủ mấy mấy người đó gặp tao là đủ mà tao nhìn tao chết ngắt hết. Đưa ra bằng chứng số liệu chỉ cái nói chung là Hiệp Quốc ngày nào nay nào số nghị định bao nhiêu số mấy luôn. Đủ tào lao bởi cái bên này đủ má ngồi sủa để sủa chi để kiếm tiền sủa chó bệnh đó. Nói tụi này nói hoài nói mãi nói riết mấy năm nay mà các tao cũng mỏi miệng cho mày nghĩ càng ngày tao càng già đủ mấy cái đâu hay còn trẻ trung đi đâu mày dương vi tao với mày sủa hoài sủa riết đủ muốn chết luôn đủ hao tiêu hao tổn lắm chứ bộ đúng không? Rồi đó đủ, bây giờ thì mấy cái thằng này đủ mời khách lên rồi bị khách chửi từ lâu này cho cái mắt xem đây này gì nó chửi tao hả? Hoàng Tuấn Bạch á, nó đang chửi tao hay sao? Không, ông đấy cái này đó hả? Rồi okay. Hoàng Tuấn Bạch đúng không? Đó, rồi thằng này là bên kia là thằng gì? Đất nước Ba Son, anh người nói đất miền Nam. Hàng đang chửi lộn hả? Anh nói là anh vô căn cứ, anh sửa bố thôi. Ba nước đích tranh rồi nè thôi được rồi bác nghe rồi ok ba cái đứa này biết cái đói gì rồi bà. Anh Tuấn ơi bỏ mấy ẩu đi nói cái gì đúng rồi thôi bỏ mấy ẩu đi không biết thì bỏ mấy ẩu đi ok biết rồi anh trời vui tuổi làm trời vui mà sân bay là của công quân không có quân không quân không quần hết trơn á đủ má bây giờ cái nào cũng được hết trơn á đủ má bây giờ tao lấy là làm gì tao mẹ chị rồi ông ngon cánh tay cứng họng này đủ này đây biết gì tiếng nói từ lòng dân để coi thế rồi ông TBT Nguyễn Phú Trọng tiếng nói lòng dân thôi tiếng nói từ lòng dân đây này à đúng rồi đây nè thấy chưa thấy rồi thời gian để hy vọng là một ngày nào đó vẫn cứ chẳng và tôi sẽ mời là anh em tâm sự tiếp thực ra tôi tuổi mong là giữa cái anh em mình đối thoại thực ra mà nó phải có một cái gì cho nó anh Tuấn ơi bây giờ mình nói này là mình chê trách thì tôi chấp nhận mà ví dụ như tất cả những cái gì anh nói những cái hiện tượng anh hết anh đừng đưa vào thứ nhất là cái hiện tượng thì mình đừng đưa vào cái bản chất cái sự kiện nó rõ ràng ví dụ theo nghĩa là không rồi ok tôi biết này rồi đó họ tôi coi nhưng mà về đang nói chuyện trên live con thì ok rồi tôm nó nói rồi nè hoàng thượng cho bác xuống đi ok dạ chào bác cảm ơn bác nhé cảm ơn có gì đâu